đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé! xin chào xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị hiên ở trong buổi học ngày hôm nay và các bạn ơi ngày hôm nay chúng ta có buổi đầu tiên trong cái chiến dịch dậy sớm để cùng với nhau luyện viết nghị luận xã hội không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt ở đây chưa ạ xin chào xin chào tất cả các em chào mừng các bạn đã có mặt cùng với chị ở trong buổi trao đổi ngày hôm nay <laughs> cuối cùng thì cũng thấy chị dậy rồi đây à <laughs> chị nhớ mà thế là các bạn đã phải đợi chị mấy phút à <laughs> chúng mình ơi chị lai nhanh đi rồi em còn đi bế giảng đây ạ à. ok nhất trí nhá thế thì chị hiên phải chạy thật lai nhanh thật lai nhanh để các bạn sau đó các bạn có thể đi bế giảng trong ngày hôm nay hay là các bạn cũng sẽ có những cái kế hoạch khác cho ngày hôm nay thôi đúng không ạ à? hiện tại bây giờ đã thấy Ô, oh, làm sao mà chị có thể ngủ quên khi mà chị đã hẹn cùng với các bạn được? <laughs> chúng mình ơi, chúng mình đã có mặt ở đây chưa ạ? Ui. Hơn 200 bạn rồi. <laughs> các bạn ơi, có lẽ là bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu với nhau luôn nhá. Ngày hôm nay thì chị có một cái thông điệp đầu tiên muốn gửi gắm tới tất cả các bạn. Đó chính là chúng ta đang trên cái hành trình đến với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và chị tin chắc chắn rằng kỳ tích chính là tên gọi khác của sự nỗ lực không ngừng vậy nên nếu như trong bất cứ thời điểm nào các bạn cảm thấy cái hành trình chúng ta đang đi có thật là nhiều những cái điều khó khăn ở phía trước thì hãy tin rằng kỳ tích chính là tên gọi khác của sự nỗ lực không ngừng vậy nên các bạn đừng bỏ cuộc nhá hãy tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Vậy nên, việc mà chúng ta cần làm ngày hôm nay đó là tự nhắn nhủ với chính bản thân mình rằng hãy cố gắng thêm một chút nữa, cố gắng thêm một chút nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với buổi học ngày hôm nay cùng với chị thôi. Các em ơi, chúng mình sẽ có 4 buổi học cùng với nhau ạ, à, trong cái tiến trình được không nào? Chúng mình sẽ có 4 buổi học cùng với nhau. Và trong tiến trình 4 buổi học này, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nội dung 4 buổi học. Ok chưa ạ? Các bạn muốn học gì đây ạ? <laughs> chị hiên hỏi các bạn thế thôi, chứ còn á, về cơ bản là chị đã lên cái lộ trình sẵn cho chúng mình rồi. Rồi xin chào Phương Anh này, xin chào Kim Ngân này, xin chào ôi nhiều bạn quá ngày hôm nay không biết chào bạn nào đầu tiên cả được không ạ ngày hôm nay không biết chào bạn nào đầu tiên cả sao lại bị ao mất rồi vẫn bình thường mà ồ thanh trúc ơi em xem lại nhá xem lại xem lại phần uh, wifi nhà mình nhá còn hiện tại là vẫn bình thường mà và các bạn nhớ này các em ơi các bạn nhớ này là tất cả các buổi học sẽ không được lưu lại đâu vậy nên bắt buộc là chúng ta cần phải dậy sớm bởi vì sao đây là chiến dịch dậy sớm cùng nhau học bài mà chính vì vậy là bắt buộc là chúng ta đều cần phải dậy sớm nhá ok chị chào giang chị chào thảo xin chào các bạn xin chào các em Ủa, nhanh 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 vào học nhanh vào học ngay nhà tất cả những phần phát trực tiếp đều sẽ không được lưu lại đâu vậy nên là cái việc mà chúng ta cần ở thời điểm hiện tại đó là gì ạ là phải nhanh chóng tham gia vào buổi học ngày hôm nay cùng với chị ngay lập tức được không nào Ok không ạ? À. Thế thì mới là dậy sớm chứ Thì chẳng lẽ bây giờ lưu lại thì tất cả cùng học như nhau Thì còn gọi gì là chiến dịch dậy sớm nữa Đúng không? Ok ông nào? Rồi, nào các bạn ơi Bây giờ chị sẽ nói qua về nội dung của bốn buổi học sắp tới Nếu như mà các bạn thấy cần Các bạn thấy là chúng mình Được không ạ? À, nếu như mà các bạn thấy là chúng mình cần phải học tiếp Học như thế chưa đủ Thì có gì các bạn sẽ lại tiếp tục đóng góp ý kiến ở đây Để chị có thể gì ạ? À để chị có thể đưa ra được một cái lộ trình ôn tập tốt nhất cho chúng ta nhá. Ok chưa ạ? Rồi. Ở trong buổi đầu tiên chúng ta mục tiêu nha. Mục tiêu của chúng ta nha. Đó là nắm cấu trúc bài làng. Và có thể thì chúng ta sẽ cùng với nhau gọi là gì ạ? Chia sẻ về những cái ý tưởng để viết mở đoạn. Được không ạ? À? Đây là buổi đầu tiên nhá. Ok chưa ạ? Trời ơi hơn 400 bạn rồi. À em... <laughs> không, chị vừa mới like thôi nhá. Ok, nhất trí, đã sẵn sàng cho khóa học chạy văn tuần sau. Tốt. Rồi. Buổi 2. Chúng ta sẽ cùng với nhau thiết lập. Được không ạ? À? Thiết lập Ý tưởng cho phần phân tích bàn luận Nói chung là phần giải thích thì chị sẽ không hướng dẫn đâu Bởi vì các em đều biết rằng là phần giải thích ý Thì sẽ rất là đơn giản với chúng ta Ok không ạ? Cái phần mà chị nghĩ khó với các bạn Phần nào khó thì mình mới làm Chứ còn phần dễ thì mình làm làm chi Đúng không? Được không ạ? Thế nên là chúng mình sẽ Buổi số 2 là sẽ thiết lập cái ý tưởng cho cái phần phân tích bàn luận phần này là một cái phần đối với các bạn là một phần rất khó đúng không? Không sao hết, chúng ta sẽ cùng với nhau làm. Buổi 3 được không ạ? À? Chị đang phân vân giữa hai nội dung hoặc là đưa dẫn chứng vào đoạn văn nghị luận xã hội, vào bài viết. Hoặc là nội dung này chị đang khá là phân vân đấy. Các em cho chị uh, cái <laughs> À, các em cho chị cái phần gọi là cái bạn các, các bạn mong muốn nhá hoặc sẽ là phần này hoặc là chị sẽ hướng dẫn viết liên hệ bản thân tùy theo ạ được không ạ và buổi số 4 sẽ là buổi để chúng ta cùng với nhau chia sẻ về những cái tip những cái kinh nghiệm viết nghị luận xã hội hoặc là chúng ta sẽ trao đổi về cái ý tưởng để đưa ra những cái thông điệp hay à được không ạ nói chung là chị đã đang định lựa chọn những cái phần nội dung này nhưng mà sẽ uh, sẽ để xem theo cái tiến trình mà chúng ta đi như thế nào cho hợp lý nhất có thể ok ông ạ có phải đây là những gì mà các bạn đang cần không có phải đây là những gì mà các bạn đang cần không uh, chị ơi mình không chọn một trong hai mình chọn cả hai luôn được không <laughs> u là trời ạ à. rồi đông quá gần 500 bạn rồi các bạn ơi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ luôn nhá ok chưa nào các bạn đã vào đủ chưa các bạn đã vào đủ chưa ạ à? các bạn đã vào đủ chưa chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ luôn nhá đây dự định sẽ là nội dung của bốn buổi học nhưng mà sau đấy thì mình sẽ cùng xem là thay đổi như thế nào thì mình sẽ cùng điều chỉnh được không ạ à? ok không ạ à? thay đổi như thế nào thì mình sẽ cùng với nhau điều chỉnh được chưa nào nên là các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị nhá các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị, ok chưa ạ? Đây sẽ là nội dung của bốn buổi học. Các em ơi hình như các bạn vào đông quá hay sao á. Nên là thành ra đây này các bạn đang bảo là bị ngắt đây này. Không sao đâu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ 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 cùng với nhau đến với cái nội dung đầu tiên nha. Đó là chúng ta sẽ cùng với nhau nắm về cái bố cục hay nói cách khác là lập dàn ý cho cái đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ câu hỏi được đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay đó là gì ạ tại sao phải học nghị luận xã hội tại sao phải học nghị luận xã hội ạ à chúng ta học nghị luận xã hội để làm gì có lẽ là các bạn cũng đã từng đặt ra câu hỏi này nhưng có lẽ là các bạn cũng chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi này chính vì vậy mà các bạn luôn cảm thấy nhá tức là từ phương diện của các bạn thì các bạn luôn cho rằng không phải là tôi sẽ viết một bài nghị luận xã hội truyền cảm hứng mà các bạn luôn nghĩ rằng là gì ạ à? các bạn luôn nghĩ rằng là tôi phải viết được không ạ à? nếu như bản thân các bạn nghĩ rằng là tôi phải viết để hoàn thành để hoàn thành bài thi hay tôi phải viết để hoàn thành bài tập được giao nếu như các bạn luôn suy nghĩ như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ có thể viết được một bài nghị luận xã hội truyền cảm hứng đâu ạ đây là chị góp ý chân thành vậy nên cái tư duy đầu tiên khi viết nghị luận xã hội là các bạn phải thay đổi chính tư duy của các bạn khi các bạn làm bài này được không ạ viết nghị luận xã hội để làm gì Viết nghị luận xã hội để làm gì ạ Viết nghị luận xã hội để tất cả chúng ta có cái cơ hội để thay đổi các bạn nhé Viết nghị luận xã hội để làm gì ạ Viết nghị luận xã hội để chúng ta có cái cơ hội để thay đổi bản thân và có cơ hội để truyền thông điệp đến người khác để người khác cũng thay đổi ví dụ như ngày hôm nay chị hiên đang làm một cái công việc chị tin rằng đây là một cái công việc cực kỳ truyền cảm hứng đó chính là gì ạ đó chính là cái công việc gì các bạn biết không? Chúng ta đã cùng với nhau dậy sớm và có một cái buổi học đầu tiên cùng với nhau. Đây là một công việc cực kỳ truyền cảm hứng, đúng không ạ? Và các bạn chỉ cần thay đổi tư duy rằng tôi sẽ viết một bài văn nghị luận xã hội để thể hiện quan điểm của tôi và truyền cái cảm hứng sống tốt đẹp đến với mọi người xung quanh thì chắc chắn là cái cái cách viết của các bạn sẽ khác và cái tâm thế tiếp nhận của các bạn sẽ khác nên là các em ơi thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống, thay đổi góc nhìn, thay đổi cuộc sống. Thay đổi góc nhìn, bài văn của các bạn cũng sẽ rất khác. Nhưng cái điều quan trọng là các bạn có dám làm hay không? Được không ạ? À? Quan điều quan trọng là các bạn có dám làm hay không và điều quan trọng là các bạn có dám thay đổi hay không. Một xíu nữa chị Yên sẽ có một nhiệm vụ đầu tiên trong buổi học số 01 này dành cho các bạn. Và bạn nào mà tham gia trong cái buổi học số 01 này đầu tiên mà gọi là gì ạ vừa tham gia vừa tham gia cái nhiệm vụ đó bạn nào có một cái cách triển khai nhiệm vụ tốt nhất chị Hiên xin tặng cho bạn ấy một được không ạ chị Hiên xin tặng cho bạn ấy uh, gọi là gì ạ chị Hiên xin tặng cho bạn ấy một cái khóa học 10 ngày miễn phí luôn chơi lớn luôn được không ạ nhưng mà sẽ là cái hành trình là bạn nào tham gia và đạt được cái kết quả tốt nhất nhé. Chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ dành cho các bạn và nhiệm vụ đó sẽ được tính đến hết ngày hôm nay được không ạ? À? Sau đó thì bắt đầu học văn chị Hiên, các chị sẽ đánh giá xem là có những bạn nào đã tham gia và chơi lớn luôn, bạn nào mà gọi là gọi là gì ạ, đạt được cái số điểm tốt nhất ở trong cái nhiệm vụ đó cũng là về nghị luận xã hội thôi thì sẽ tặng cho các bạn miễn phí một khóa học 10 ngày luôn. Bạn nào đã đăng ký rồi thì chuyển lại học phí cho bạn đấy. Được không ạ? À? Ok chưa? thế nên là các bạn ơi cái điều quan trọng là chúng ta có dám bước qua cái giới hạn của mình hay không được không ạ à? điều quan trọng là các bạn có dám bước qua giới hạn của mình hay không thôi ok chưa nào thế thì chúng ta phải thay đổi góc nhìn đi không phải nghị luận xã hội là chúng ta phải viết được không ạ à? không phải nghị luận xã hội là chúng ta phải viết nhé hãy nhớ điều đó được không nào mà là tôi sẽ viết một cái bài văn thể hiện quan điểm của tôi và tôi muốn viết một bài văn nghị luận xã hội để thay đổi cái tư duy của mọi người về vấn đề đấy. Thế nên chị mới nói rằng là nghị luận xã hội là đáp ứng cái nhu cầu bày tỏ cái quan điểm riêng về một vấn đề. Tôi thấy nó đúng hoặc sai, tôi thấy nó phù hợp hoặc không phù hợp. Và từ cái việc chúng ta sẵn sàng cho việc là gì ạ? Từ việc chúng ta sẵn sàng cho cái nhu cầu bày tỏ cái quan điểm riêng về một vấn đề, thì từ đó chúng ta sẽ phát triển cái tư duy logic và tư duy phản biện. Được không nào? Và từ đó sẽ hình thành góc nhìn về con người và cuộc sống tốt hơn. Tôi nhìn một vấn đề tôi biết nó xấu hay tốt, tôi biết nó phù hợp hay không phù hợp, đúng không ạ? Tôi biết rằng nó có cái ý nghĩa và giá trị như thế nào. Thế nên là trước tiên là các bạn sẽ có thể thấy là là học nghị luận xã hội là một cái bài nghị luận xã hội đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi vì nó sẽ thể hiện cái gì ạ à? nó sẽ thể hiện cái quan điểm riêng của các bạn vậy thì khi nhắc tới nghị luận xã hội bao giờ chị hiên cũng sẽ nhắc tới những cái cụm từ như sau cực kỳ đáng để chú ý này đó là gì các bạn biết không đó là quan điểm của chính các bạn được không ạ à? đó là quan điểm của chính các bạn cái này rất quan trọng được không ạ à? đó là gì ạ à? đó là thông điệp đó là gì ạ đó là dẫn chứng và đó là thông điệp chị cho rằng đây là ba yếu tố cực kỳ quan trọng trong một cái đoạn văn nghị luận xã hội nếu như chúng ta muốn đạt được cái số điểm tốt đấy là cái mong muốn gần nhưng mà xa hơn là một cái phần bài viết truyền cảm hứng được không ạ à? các bạn hãy chú ý giúp chị nhé quan điểm dẫn chứng và thông điệp được chưa nào Hãy nhớ nha, quan điểm, dẫn chứng và thông điệp. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp chị. Tại vì sao lại cần quan điểm? Và quan điểm như thế nào là một cái quan điểm mà chúng ta chúng ta sẽ cần phải đưa ra? Quan điểm phải đúng đắn và thống nhất. Được không ạ? À? Quan điểm phải đúng đắn, thống nhất. Được không ạ? À? Dẫn chứng thì phải tiêu biểu và phù hợp. À, được không nào? quan điểm thì phải đúng đắn và thống nhất dẫn chứng thì phải tiêu biểu và phù hợp và thông điệp thì đương nhiên sẽ phải mang tính ngắn gọn và truyền cảm hứng được không nào ngắn gọn và truyền cảm hứng các bạn nhá hãy chú ý giúp cho chị là như vậy ngắn gọn và truyền cảm hứng ok chưa nào thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị về yêu cầu này hình thức của chúng ta ở thời điểm hiện tại với cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia đó là chúng ta sẽ viết theo hình thức bài văn các bạn nhá nhiều anh chị nhá bây giờ còn không cả biết về cái hình thức của của bài nghị luận xã hội thì học hành kiểu gì hả còn học hành kiểu gì nào cái cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội mình sẽ có là gì cái hình thức tức là về đề bài bây giờ ấy các bạn có biết cái cấu trúc đề bài bây giờ không cấu trúc đề thi bây giờ không đó là gì dựa vào nội dung đúng không? văn bản phần đọc hiểu. Đúng chưa? Anh chỉ hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ đúng không? Trình bày suy nghĩ của mình về một cái vấn đề gì đấy. Và hãy nhớ rằng là cái vấn đề này bây giờ có phải là người ta sẽ cho cái dạng đề là ví dụ như bàn về niềm tin bàn về hy vọng bàn về tình yêu thương bàn về những điều tốt đẹp có phải dạng đề người ta sẽ cho như thế không hả các em có phải dạng đề người ta sẽ cho như thế không ạ hả có phải là dạng đề người ta sẽ cho như thế không không dạng đề người ta đâu có cho như thế đâu đúng không ạ em mông lung lắm ạ không phải mình em đâu mà rất nhiều các bạn khác cũng đang cảm thấy rất mông lung trong cái hành trình này em ạ nào về cái gì nhỉ người ta sẽ chỉ yêu cầu chúng ta nêu ra cái quan điểm về khía cạnh của vấn đề thôi. Được không ạ? Tức là một khía cạnh của vấn đề. Được chưa nào? Và các bạn cũng thấy rằng là gì ạ? Khía cạnh của một vấn đề thì có thể được hiểu là gì hả các em? Nào, khía cạnh của một vấn đề có thể được hiểu là gì ạ? Khía cạnh của một vấn đề có thể được hiểu là gì nhỉ các bạn nhỉ? Khía cạnh của một vấn đề thì có thể được hiểu là gì nào? À, có thể được hiểu đó chính là ví dụ nhá. Đó là sự cần thiết này. Đúng không? Ý nghĩa này. Đúng không? Tầm quan trọng này. Phải không ạ? À? Ý nghĩa tầm quan trọng này, vân vân. Đó, tức là người ta sẽ hỏi chúng ta về một cái khía cạnh đấy. Ok chưa ạ? Sự cần thiết, ý nghĩa tầm quan trọng rất chính xác hay ví dụ như người ta có thể hỏi về nguyên nhân của cái gì đó có thể hỏi về hệ lụy của cái gì đó đúng không có thể hỏi về biểu hiện của cái gì đó nói chung là các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt chúng ta nhìn rất rõ ở đây đó là một khía cạnh của vấn đề thôi Chứ người ta sẽ không yêu cầu các bạn là phải đi bàn luận về cả một cái vấn đề lớn đâu. Vậy nên các bạn sẽ chú ý giúp cho chị cái này nhá. Nhớ cấu trúc đề và nhớ rằng là bây giờ cái việc mà chúng ta cần phải làm đó là làm rõ một khía cạnh, một mặt của vấn đề thôi tránh trường hợp là bây giờ người ta không hề hỏi về nguyên nhân không hề hỏi về giải pháp không hề hỏi về biểu hiện mà tự nhiên lại đi trình bày tất cả những cái đó vào và khiến cho một trong những sai lầm mà các bạn thường gặp khi viết nghị luận xã hội đó là các em đang làm hình thức một cái bài văn thu nhỏ chứ không phải là một cái đoạn văn nghị luận xã hội và điều này thì rất là đáng chê được không ạ à? thế thì cái hình thức chúng ta đã thấy là một một cái một cái bài văn rồi chứ không một cái đoạn văn rồi. Đúng không ạ? Chứ không phải là bài văn. Đúng không? Thì các bạn có thể thấy rằng về mặt nội dung ấy, chúng ta sẽ cần phải đảm bảo cho chị các yếu tố này. Nếu như được không ạ? Nếu như các bạn đang làm mà các bạn thể hiện được tất cả những cái điều này tốt thì chị tin một điều rằng là đây chắc chắn là là những cái bạn nhỏ sẽ đạt được cái số điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới chắc chắn là như thế được không ạ? Kem ơi, kem xem bằng điện thoại đi, xem bằng điện thoại không lác đâu ạ? Đó không xem bằng điện thoại không lác đâu ạ? đúng rồi máy tính thì bây giờ thỉnh thoảng không phải là chỉ trong hôm nay đâu mà cũng có nhiều buổi chị dạy trong các buổi học ấy là các bạn đi toàn phải xem qua điện thoại nó mới đỡ lác ấy. Thì các bạn sẽ chủ yếu là xem qua điện thoại nhá. Mượt đét chị ạ. À? <laughs> các bạn xem qua điện thoại nhá. Bởi vì là chị cũng đang theo dõi qua điện thoại bằng một máy. Thì chị thấy là mọi thứ rất là ok. Thì các bạn sẽ chủ động xem qua điện thoại. Đổi qua điện thoại cho chị Hiên nhá. Ok ạ. À? Rồi. Cố lên mọi người. Các bạn ơi đây. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Nội dung nhá. Đây là những cái mà chúng mình cần phải đạt được nhá. Nội dung. À, được không ạ? À? Quan điểm thì phải rõ ràng, đúng đắn, thống nhất lập luận thì phải gì ạ à, những cái lập luận sẽ đi với lý lẽ những cái dẫn chứng thì cần phải cập nhật tiêu biểu được không ạ và thông điệp đưa ra phải mang tính truyền cảm hứng cái này thì ở phía trên chị có nói với các bạn rồi à, về phân loại chị nghĩ là không cần phải phân loại nhiều bây giờ cái điều quan trọng nhất đó là cái này chị nghĩ thế ạ đó là cái việc chúng ta cần phải thiết lập dàn ý nhá chúng ta cần phải được chưa nào à bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải thiết lập dàn ý cho đoạn văn nghị luận xã hội từ trước đến giờ thì các bạn đang viết nghị luận xã hội như thế nào ạ với đoạn văn nghị luận xã hội các bạn trình bày ý gì ạ có rất nhiều bạn thậm chí còn không đủ ý trong cái đoạn văn nghị luận xã hội của mình cơ và điều này thật là đáng chê đúng không đúng không ạ điều này thật là đáng chê đúng không ạ bởi vì suy cho cùng thì chúng ta có thể thấy rằng là cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải bám sát được dàn ý. Và chúng ta phải viết đầy đủ các ý đó, ít nhất là như vậy. Các bạn nhé, ít nhất là như vậy, đúng không ạ? Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị, ở đây chúng ta sẽ có này. Thiết lập dàn ý cho đoạn văn nghị luận xã hội, được chưa nào? Thì ở đây các bạn sẽ có, trước tiên chúng ta có phần, đương nhiên là đoạn văn thì sẽ có mở đoạn thân đoạn và kết đoạn hãy nhớ là chúng ta sẽ chỉ lùi vào đầu dòng trong ý đầu tiên thôi trong cái câu đầu tiên trong câu mở đoạn đầu tiên thôi nhá sau đấy thì mình sẽ viết thống nhất trên một đoạn văn luôn chứ không phải không có bất cứ khi nào mà các bạn lại xuống dòng và lùi vào đầu dòng đâu nhá được không ạ à? thế thì ở đây chúng mình sẽ có này phần mở đoạn được chưa ạ à? nội dung của phần mở đoạn là chúng ta sẽ cần phải dẫn dắt cộng đặt vấn đề. Và cái phần lưu ý đó là chúng ta nên mở đoạn trực tiếp, tức là chúng ta sẽ viết mở đoạn từ 2 cho đến 3 câu. Hãy nhớ nha, từ 2 cho đến 3 câu. Các ý tưởng như thế nào thì một xíu nữa chị sẽ thay đổi. Chị sẽ trao đổi nhá. Các ý tưởng như thế nào thì một xíu nữa chị Hiên sẽ thay đổi. Ok chưa ạ? Và các bạn hãy nhớ giúp chị rằng là đây, khó thế Yêu cầu đưa ra sao mà khó thế hả trời Đã viết có 2 đến 3 câu thôi mà lại còn phải đúng, phải đầy đủ, phải ấn tượng Ôi dồi ôi, làm sao mà xử lý được trời Không sao, sẽ có cách nhá Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang thân đoạn Thì ở trong phần thân đoạn chúng ta sẽ cần phải có giải thích Giải thích ở đây đương nhiên chúng ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi là gì Được không ạ? Và để có thể giải thích được thì chắc chắn là các bạn sẽ cần có gì đây ạ? Các bạn sẽ cần có được cái vốn hiểu biết về vấn đề đó và có cả cái vốn từ để trình bày về vấn đề đó. Hãy nhớ nha, vốn hiểu biết về vấn đề đó và vốn từ để chúng ta có thể giải thích về vấn đề đó. Nhưng hãy hiểu giúp chị Hiên, giải thích là gì ạ? Là làm cho cái vấn đề đó trở nên dễ hiểu hơn Theo quan điểm của em Chúng ta có hàng trăm hàng nghìn khái niệm Vậy nên các bạn hoàn toàn có thể chủ động đưa ra một cái khái niệm theo ý hiểu của các bạn Nhưng đương nhiên nó vẫn phải đúng Chứ không phải là vấn đề là A mà em lại đi giải thích là B được Được không ạ? À? à vẫn là chậm quá chị á Ôi chị giảng thì vẫn chậm à? Các bạn ơi, chị vẫn th chị thấy là bạn Phi Phi bạn ấy bảo là chị ơi chậm quá chị, chậm quá à. Chị giảng thế vẫn chậm ư? <laughs> ok nếu mà các bạn muốn nhanh hơn là chị giải nhanh hơn này bởi vì là tại vì chị thấy là buổi đầu tiên thì có lẽ là uh, uh, chị thấy là buổi đầu tiên thì cứ nên tốc độ bình thường để đến đâu hiểu đến đấy thì sẽ tốt hơn còn nếu các bạn muốn nhanh hơn là chị sẽ nhanh hơn này <laughs> rồi ok ạ à? không chị ơi à ổn mà chị à uh, <laughs> rồi ok nhá đấy là cái thứ nhất này tức là trong thân đoạn sau khi mà Chúng ta viết mở đoạn xong nêu được vấn đề ra thì các bạn sẽ cần phải tiến hành giải thích nha. Giải thích xong thì các bạn sẽ tiến hành phân tích và bàn luận. Thì thật ra phân tích và bàn luận ở đây được hiểu đơn giản là gì ạ? Chúng ta phải trả lời hai câu hỏi trong phần phân tích bàn luận này. Câu hỏi đầu tiên là gì ạ? Là quan điểm của em về vấn đề đó như thế nào? Có nghĩa là em thấy nó đúng hay nó sai? Em đồng tình hay là không đồng tình nhưng các bạn ơi thật ra đưa quan điểm đó, chúng ta sẽ không bao giờ trong cái đoạn hình thức đoạn văn đó, thì rất ít khi chúng ta nói rằng chúng ta nó đúng hay sai đồng tình hay không đồng tình mà chúng ta sẽ đưa ra quan điểm bằng những câu khẳng định nhá chúng ta sẽ thường đưa ra quan điểm bằng những câu khẳng định các bạn ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy đưa quan điểm như thế nào buổi sau hướng dẫn và cái câu hỏi thứ hai là chúng ta sẽ dùng những cái lập luận ra sao để bảo vệ cho quan điểm đó thì cái này sẽ tùy thuộc vào đề bài đưa ra yêu cầu chúng ta cần làm rõ về khía cạnh nào được không ạ à? thì chúng ta sẽ làm rõ về khía cạnh đấy chị lấy ví dụ một xíu nữa chị sẽ có ví dụ cứ bình tĩnh nhá đi đâu mà vội mà vàng Được chưa nào mà trong khi hôm nay cái trọng tâm như chị đã nói nắm được bố cục và cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là mình sẽ có thể định hướng về các cái ý tưởng viết mở đoạn. Vậy là ok. Được chưa nào? Nhưng chị sẽ lấy ví dụ, yên tâm nhé. Đông quá gần 600 bạn rồi. Chị nghĩ là buổi mai sẽ còn đông hơn nữa bởi vì hôm nay là buổi đầu tiên thì có thể là nhiều bạn vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Nhưng mà hôm nay sau khi thấy gần 600 đối thủ đã dậy sớm để học thì có vẻ lo lắng kiểu gì sáng mai cũng dậy. Thế nên là các bạn nhớ đặt trước slot, nhớ vào sớm để tránh bị lag bởi vì đôi khi đông người vào xem quá cũng bị lag đó được chưa nào thì ở trong phần lập luận này bình thường là chúng ta sẽ có thể chủ động nêu ra các ý các bạn nhá chúng ta có thể nêu ra các ý được chưa nào thế thì ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là cái vấn đề đó ảnh hưởng tới cá nhân như thế nào sau đó vấn đề đó sẽ ảnh hưởng tới cộng đồng xã hội như thế nào thì cái này khi nào nói về phần phân tích bàn luận thì chị sẽ nói sâu hơn nhá ok chưa ạ ok nhất trí rồi em thấy phần nêu quan điểm lý lẽ không dám viết nhiều tại vì phần phản đề dẫn chứng sợ bị dài quá cái này em phải bắt buộc điều tiết dung lượng thôi thật ra chị thì chị cho rằng cái phần mà chúng ta cần viết nhiều nhất phải là phần này được không ạ chị nghĩ rằng cái phần mà các bạn cần phải viết nhiều nhất là phần này bởi vì suy cho cùng nếu như hỏi về cái việc là chúng ta viết một cái bài nghị luận xã hội vai trò quan trọng nhất để làm gì thì chị cho rằng là cái quan điểm chúng ta đưa ra và bảo vệ cho quan điểm là phần quan trọng nhất Vậy nên khi mà làm bất cứ một cái đoạn văn nghị luận xã hội nào cùng với các bạn thì chị luôn nói với các em rằng là cái phần mà chúng ta cần phải ưu tiên về dung lượng nhiều nhất đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ cần phải làm sâu cho cái này. Được không nào? Sau đó thì chúng ta sẽ chứng minh. Thế thì chứng minh thì chúng ta sẽ cần phải đưa dẫn chứng. Thì đưa dẫn chứng thì sẽ chúng ta sẽ cần phải tích lũy dẫn chứng, sau đó thì sẽ có phương pháp để đưa dẫn chứng vào bài viết. Đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có thể lật ngược vấn đề hoặc gọi một cái cách khác đó là mở rộng vấn đề. Tức là chúng ta sẽ đi đưa ra một cái góc nhìn khác về vấn đề đó. Được không ạ? À? Để làm gì ạ? À? Để làm cho cái vấn đề đó trở nên toàn diện hơn và sâu sắc hơn. Được chưa nào? Cái này cực kỳ ngắn gọn thôi, đừng có tham lam nhá. Sau đó thì liên hệ bản thân Thì cái phần này chúng ta sẽ phải tự soi chiếu vào chính bản thân của các bạn Và đưa ra một cái phần liên hệ bản thân chân thành Và cuối cùng phần kết đoạn đó là phần chúng ta sẽ gửi gắm thông điệp tới mọi người Và thông điệp tới mọi người là một cái thông điệp như thế nào thì chị cũng đã nói với các bạn rồi Đó phải là một cái thông điệp đúng đắn Một cái thông điệp mang tính kêu gọi hành động Được không ạ? Và một cái thông điệp mang tính truyền cảm hứng Đó thì đây sẽ là cái phần mà các bạn cần chú ý giúp chị chúng mình ơi. Chúng mình nhớ chưa? Chúng mình nhớ bố cục chưa? Chúng mình nhớ dàn ý chưa? Chúng ta cần phải đảm bảo tất cả những ý này trong phần bài viết của các bạn để tạo nên một cái đoạn văn hoàn chỉnh tốt nhất có thể nhá. Được không nào? Các bạn chú ý chưa ạ? Các bạn chú ý chưa nào? Các bạn chú ý chưa ạ? Hãy nhớ giúp chị Hiên nhá. Hãy nhớ giúp chị Hiên nhá. Được chưa nào? Các bạn đã nhớ hết bố cục chưa? Sau buổi ngày hôm nay nhớ hết bố cục chưa? chưa nhớ hết bố cục thì ở đây chị lấy một cái phần ví dụ như thế này đây là một cái đề bài cực kỳ đơn giản cực kỳ đơn giản nhưng cũng bám rất sát cái cấu trúc đề thi trung học phổ thông quốc gia được không ạ à? nhá và các bạn sẽ thấy được rằng là chỉ cần các em nhớ chưa các em nhớ chưa à dạ nhớ rồi ạ à. dạ nhớ rồi ạ à. tốt tốt đồng ý lấy ví dụ để nhớ hơn nhá được chưa nào? Lấy ví dụ để nhớ hơn nhá. 600 bạn nhá. Ui càng ngày càng đông này hả trời. Chúng mình có này. Viết một đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về vai trò của lòng kiêm tốn. Được không ạ? Xác định thứ nhất, đây là đề nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý. Thứ hai, hình thức là một đoạn văn với dung lượng khoảng 200 chữ. Được chưa nào? thì ở đây chúng ta sẽ lập cái dàn ý chi tiết dựa trên cái bố cục mà chúng ta vừa trao đổi cùng với nhau ok chưa ạ thì các bạn sẽ thấy phần mở đoạn đây chúng ta sẽ nêu được về cái vai trò của lòng khiêm tốn thì các em ơi nếu mà nói về phần mở đoạn thì các bạn sẽ có rất nhiều ý tưởng để các bạn có thể triển khai nhá đó là ví dụ các em có thể đi từ hình ảnh biểu tượng chẳng hạn như với cái hình ảnh bông lúa được không ạ à? chúng ta thấy rằng là hình ảnh bông lúa chúng ta sẽ liên tưởng tới một cái tới một cái trích dẫn đó là sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu và đó là một cái hình ảnh mà đã nhắc nhớ chúng ta về về lòng khiêm tốn và đặc biệt là vai trò của lòng khiêm tốn ví dụ là như vậy được không ạ à? hoặc là à chị ơi vai trò và ý nghĩa đúng rồi vai trò ý nghĩa tầm quan trọng sự cần thiết những cái đó nó đều là thể hiện giống nhau nhá ok chưa mai anh ơi em phải để ý và em phải nắm bắt được cái đấy nha em nha được chưa ạ thế thì đấy là cách thứ nhất là chúng ta đi từ những cái hình ảnh biểu tượng hoặc là các bạn có thể đi từ tức là thiết lập ý tưởng từ những trải nghiệm cá nhân được không ngay từ khi còn nhỏ ngay từ khi còn nhỏ mẹ đã luôn nhắc nhở tôi được không ạ phải à gì ạ mẹ đã nhắc nhở tôi mẹ đã nhắc nhở tôi luôn gì ạ phải luôn giữ thái độ khiêm tốn được không ạ mẹ đã luôn nhắc nhở tôi phải giữ thái độ khiêm tốn trong mọi trường hợp được không ạ và cho đến bây giờ và cho đến bây giờ tôi luôn tin rằng được không ạ à? lòng khiêm tốn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hay trong thành công của mỗi người ví dụ như thế kiểu kiểu vậy có nghĩa là từ những trải nghiệm cá nhân thì các em có thể thấy là cái dạng mà đi từ trải nghiệm cá nhân ý, thì mình có thể dùng những cái kiểu dẫn nhá. chị đang nói sâu hơn một chút về bờ đoạn các em có thể dùng những kiểu dẫn đó là à, tôi đã từng gặp phải cái điều gì đấy được không ạ à? hay là trong buổi học cuối cùng thầy giáo thầy giáo đã nói với chúng tôi về cái gì đó ok chưa ạ à? hay là gì ạ à? bố thường dạy tôi các bạn hiểu không tức là cái trải nghiệm cá nhân là những điều các bạn đã từng trải qua và các bạn sẽ đưa nó một cách rất là dễ dàng vào trong cái phần gì ạ? Vào trong cái phần bài viết này của mình. Được không ạ? À? Đó là đi từ trải nghiệm cá nhân nhá. Thật ra thì cái bài này sẽ rất hay ví dụ đối với những cái đề về ý nghĩa của nghịch cảnh chẳng hạn. Thì các bạn hoàn toàn có thể viết là gì ạ? À, tôi đã từng cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình trong kỳ thi vào 10 khi tôi không thể thi được vào trường cấp 3 mà tôi mong muốn. Thế nhưng cho đến bây giờ thì tôi hiểu rằng đó chỉ là một cái thử thách khó khăn mà mình phải đương đầu và thử thách khó khăn hay nghịch cảnh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Ví dụ như thế. Các em có hiểu không ạ? Có nghĩa là ở đây chúng ta đưa ra những cái đưa ra những cái điều mà chúng ta từng trải qua, đưa ra những cái điều mà chúng ta từng được nghe, đưa ra những cái điều mà có ý nghĩa đối với các bạn trong cái hành trình mà các bạn đi và đây là một cái cách rất hay để chúng ta có thể triển khai các bạn nhé chị sẽ cung cấp cho các bạn kỹ càng hơn về cái cấu trúc trong khóa học 10 ngày. Đó là cái khóa học cấp tốc cuối cùng sẽ khai giảng vào đầu tháng 6 này. Tức là sang đến tuần sau là khai giảng rồi. Và ngày hôm nay chị Hiên có một cái gọi là gì ạ? Một cái chương trình rất là thú vị cho các bạn tham gia trong buổi học ngày hôm nay. Đấy là chúng ta sẽ có một cái chương trình ghép nhóm. Có nghĩa là ngày hôm nay 5 bạn cùng ghép nhóm với nhau để đăng ký khóa học 10 ngày thì chúng mình sẽ được hưởng cái mức học phí ưu đãi kim cương đó là 899.000 cho một bạn ạ và đây sẽ là cái chương trình ghép nhóm diễn ra trong hành trình 3 ngày tới cho các em vậy nên bây giờ nếu như bạn nào mà đang muốn đăng ký khóa học 10 ngày mà muốn nhận được cái ưu đãi bởi vì thực tế là học phí đã quay trở về 1 triệu 099 000 trong những ngày qua rồi nên là cái chương trình ghép nhóm này rất đơn giản, đó là chúng ta sẽ tìm nhau ở trong group này. Được không ạ? À? Và cứ năm bạn à bạn nào chưa ghép nhóm cho mình ghép với ạ. À? <laughs> các em ơi một xíu nữa các em mới tìm nhau nhá, chứ không phải bây giờ các bạn lại bắt đầu đi tìm nhau loạn xạ lên đâu nhá. Được không ạ? À? Không phải bây giờ các bạn <laughs> không phải bây giờ các bạn đã đi tìm nhau đâu nhá. Được không ạ? À? Một xíu nữa các bạn mới tìm nhau nhá. Và các em hãy nhớ là chúng ta vẫn sẽ em ạ à, cái gì đây trời ơi các bạn ơi tí nữa mới tìm nhau nhá không được tìm nhau luôn đâu mấy cái đứa này dừng lại ngay lập tức đi nha một xíu nữa mới tìm nhau bây giờ quay trở lại đây đã chị đang nói về cách mở đoạn đúng rồi ạ à. năm bạn một nhóm chính xác năm bạn một nhóm nha một là tự tìm nhau hai là để chú văn học hỗ trợ đó chú văn học hỗ trợ được không ạ à? Thế thì một là tìm nhau hoặc là để hoặc là nhắn chú chú văn học hỗ trợ nhá. Bây giờ quay trở lại đây đi đã. Ý tưởng thứ nhất là đi từ hình ảnh trải nghiệm biểu đi từ hình ảnh biểu tượng, ý tưởng thứ hai là đi từ trải nghiệm cá nhân. Ý tưởng thứ ba các bạn hoàn toàn có thể đi từ đó là gì ạ? Các bạn có thể đi từ một cái nhận định. Cách này cũng rất hiệu quả để các bạn tiến hành viết mở đoạn nhé các bạn em nhé. Được chưa nào? Cái này các bạn cũng sẽ rất là phù hợp Chẳng hạn ví dụ như đề bài cũng nói về nghịch cảnh. Các bạn có thể đưa ra đó chính là gì nhỉ? À nghịch cảnh. Không phải tảng đá cản lối bước chân bạn. Nghịch cảnh là thêm đá nâng bước bạn cao hơn. Ok chưa nào? Xong bắt đầu chúng ta chỉ cần sử dụng cấu trúc là gì ạ? Trích dẫn ấy đã nhắc nhớ tôi về ý nghĩa của nghịch cảnh. Ví dụ như thế. Ok chưa ạ? Ví dụ như vậy. Các em nhé, ví dụ là như vậy. Hoặc là chúng ta sẽ có thể có một cái cách khác. Được chưa ạ? Ví dụ chúng ta có thể có một cái cách khác. Chẳng hạn như là cũng là đi từ nhận định. Ví dụ như đề bài của chúng ta là về... về góc nhìn lạc quan đi Về góc nhìn tích cực đi thì các bạn có thể lấy câu đó là gì ạ? Điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn. Được không ạ? À? Không phải là những gì xảy đến với bạn mà là cách bạn nhìn vào biến cố đó. Xong dẫn vào, trích dẫn đó đã nhắc nhớ tôi về cái gì đấy? Kiểu vậy. Thì đấy sẽ là cái cấu trúc để các bạn dùng nhận định để làm phần mở đoạn nhé. Đây cũng là một cái ý tưởng cực kỳ hợp lý để các bạn có thể triển khai. Ok chưa ạ? À? Đây là một cái ý tưởng cực kỳ hợp lý để các bạn có thể triển khai. Ok chưa nào? Nghịch cảnh không... Đây được không ạ? À? Các bạn sẽ dùng nhận định để các bạn triển khai vào luôn. Được chưa nào? Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm rất nhiều những cái cách nữa hay lắm các em ạ. À. Nói thật, hay lắm. Ví dụ chúng ta dùng con số chúng ta dùng câu hỏi chúng ta dùng nghiên cứu được không ạ à, chúng ta dẫn dắt từ cái lời văn của các em tức là dẫn dắt từ những cái lời văn cá nhân của các bạn có rất nhiều ý tưởng có thể đi và thậm chí là chúng ta sẽ có rất nhiều hướng để làm gì ạ để chúng ta có thể sử dụng những mở đoạn cho nhiều đề bài khác nhau nhá cái này là bật mí nho nhỏ thôi để trong trường hợp là các bạn bí là các bạn có thể dùng nhá. Ok không nào? Nhưng mà cái này cứ bình tĩnh rồi sẽ được chia sẻ. <laughs> Trời ơi, muốn nói nhiều quá mà thời gian thì sắp trôi đi hết rồi. Một tí đã gần một tiếng đồng hồ rồi đây này. Thôi. Tạm thời nói về mở đoạn như thế đi mặc dù có rất nhiều những cái ý tưởng hay ho nữa. Hẹn nhau ở trong khóa học 10 ngày có độ 4-5 tiếng đồng hồ nói với nhau cho đã, cho sướng nhá ôi rồi ôi từ từ bây giờ cứ mình ghép nhóm cái gì đây đang ở đây không tập trung biết thế chị không nói nữa tí nữa mới nói rồi ạ à. ok chị nhanh ơi <laughs> sắp đi học rồi đề bài là là khiêm tốn là biết cách mở đoạn rồi nhá ok chưa bây giờ bắt đầu thân đoạn này giải thích khiêm tốn là gì đúng không khiêm tốn là sự ý thức về một thái độ được thể hiện đúng mực khi đưa ra đánh giá về bản thân không tự đề cao bản thân mình và luôn lắng nghe chủ động học hỏi từ người khác Ví dụ là như vậy rất đơn giản, được không ạ? À? Nó là cái cách hiểu của chúng ta về vấn đề đó thôi, làm thế nào để đơn giản hóa cái vấn đề đó thôi. OK chưa ạ? À? Rồi tiếp theo là phân tích bàn luận. Thì ở đây chúng ta sẽ đưa ra cái quan điểm. Thì các bạn nhìn cách chị đưa quan điểm này, đấy. Thế nên chị mới bảo với các bạn rằng là chúng ta đưa ra quan điểm trong câu nghị luận xã hội đâu phải chúng ta nói rằng vấn đề đó đúng hay sai, tôi đồng ý hay là không đồng ý đâu. Mà chúng ta sẽ đưa ra quan điểm bằng cái gì ạ? À? bằng những cái câu khẳng định mà, phải không ạ? À? Chúng ta sẽ đưa ra quan điểm bằng những câu khẳng định mà. Ví dụ như ở đây, bắt buộc phải giải thích. Cái trường hợp giải thích này thì sẽ có những cái dạng đề ví dụ người ta cho vào một cái câu nhận định nhá, hay một hình ảnh nhá, hay một câu chuyện nhá, là các bạn cũng phải làm cái bước đó luôn và làm như thế nào thì nó là một cái việc mà chị nghĩ là chị sẽ chia sẻ những buổi sau nhá. Nhưng chúng ta cần phải giải thích và vì sao thì các bạn đều thấy là gì ạ? Các bạn đều thấy là về bản chất là các bạn sẽ hình dung ra là chúng ta đang phải thực hiện một cái bài thuyết trình đúng không thì bây giờ cái phần mở đoạn chính là cái phần mà các bạn đứng lên và các bạn trình bày rằng hôm nay tôi nói về vấn đề gì đúng không phần thân đoạn ý đầu tiên giải thích là các bạn sẽ làm cho người ta dễ hiểu về các bạn về vấn đề đang nói tới bởi vì có thể ví dụ như khiêm tốn hy vọng niềm tin là những cái điều mà chúng ta đều biết về khái niệm đúng chưa thế nhưng mà các bạn ơi các bạn thấy rằng là những cái vấn đề khác đâu phải ai cũng hiểu về nó và ai đâu cũng biết về nó đâu thế nên thành ra là chúng ta sẽ cần phải giải thích khái niệm để cho người ta hiểu được chúng ta đang trình bày về vấn đề gì sau khi giải thích khái niệm xong thì chúng ta sẽ đưa ra cái quan điểm đúng không đây thì tôi đưa ra quan điểm đấy lòng khiêm tốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người đấy và sau đấy tôi sẽ bắt đầu đưa ra những cái gì ạ đưa ra những cái lập luận để bảo vệ cho cái quan điểm đấy của tôi đúng không ạ vì sự kiêm tốn giúp cho con người định vị được vị trí của bản thân Đúng không? Không nghĩ rằng mình biết nhiều mà kiêu căng Những người kiêm tốn sẽ chủ động lắng nghe người khác để học hỏi Từ đó mở rộng được vốn kiến thức, thấu hiểu những người đang đối thoại với mình Và nhờ vào khả năng lắng nghe, thấu hiểu và vốn tri thức không ngừng tích lũy mỗi ngày Mà người kiêm tốn sẽ nhận được sự tôn trọng tin yêu từ những người xung quanh Ví dụ là như vậy Ok chưa nào? Ví dụ là như thế Đưa ra những cái sự ảnh hưởng của vấn đề đó tối, đối với cá nhân được chưa ạ và đối với cộng đồng đối với mọi người đối với xã hội được không nào ok chưa ạ sau đó mình đưa ra dẫn chứng chứng minh này dẫn chứng thì phải phù hợp dẫn chứng thì phải tiêu biểu và cách đưa dẫn chứng không phải chỉ đơn thuần là nhắc tên đến cái dẫn chứng đấy mà chúng ta còn phải phân tích để thấy được tính phù hợp của dẫn chứng đấy nữa ví dụ ở đây mình sẽ có này darwin là một nhà bác học nổi tiếng khi về già vẫn chăm chỉ đọc sách và trau dồi kiến thức con gái ông thấy lạ thắc mắc hỏi vì sao cha đã lớn tuổi mà vẫn chăm chỉ học tập. Ông trả lời, bác học không có nghĩa là ngừng học. Và đối với ông, tri thức là vô cùng rộng lớn, luôn phải học hỏi không ngừng. Và chính cái lòng khiêm tốn đó đã giúp Darwin cực kỳ thành công. Đúng không ạ? Đó, ví dụ là như thế. Sau đó chúng ta sẽ mở rộng vấn đề. Đúng không? Liên hệ bản thân. Liên hệ bản thân không phải là gì ạ? Không phải là là không phải là còn là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường tôi cần phải như này như thế kia mà chúng ta sẽ sử dụng một cái câu chúng ta sẽ đi trả lời cho một cái câu hỏi đó là gì ạ soi chiếu vào bản thân mình thì em thấy như thế nào em có cần phải thay đổi không và cái thay đổi này bao giờ cũng sẽ là thay đổi về thái độ nhận thức trước bởi vì nếu như em không thay đổi về suy nghĩ thì không bao giờ em thay đổi được bản thân mình nhá không bao giờ thay đổi được trong hành động vậy nên các bạn sẽ chú ý giúp chị là bao giờ phần liên hệ bản thân này các em cũng phải định hướng là chúng ta sẽ thay đổi về cái suy nghĩ nhận thức của mình trước sau đó thì chúng ta mới thay đổi về cái hành động của bản thân mình ok chưa ạ à? ví dụ như thế này bản thân tôi cũng đã có đôi lần tự mãn trước bạn bè khi giải được một bài toán khó hay viết được một bài văn nhận được lời khen ngợi sau đó tôi hiểu ra đó chỉ là thành tích rất nhỏ mình sẽ còn phải đương đầu với nhiều thử thách hơn nữa phải luôn khiêm tốn tự tin là rất tốt nhưng không được cho phép bản thân mình tự mãn cứ nói ra cái điều mà các bạn thực sự muốn nói thôi Hãy cứ nói ra cái điều mà các bạn thực sự cảm nhận là mình cần phải thay đổi thôi. Bao giờ cũng thế, sự chân thành là con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của người khác. Và sự chân thành chính là con đường ngắn nhất để các bạn đạt được một cái số điểm thật tốt trong cái đề thi trung học phổ thông quốc gia, bài thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới của mình. Được không ạ? À? Và cuối cùng gửi gắm một thông điệp đến với mọi người. Được chưa nào? Và cái thông điệp này đương nhiên sẽ phải là một cái thông điệp mang cái tính truyền cảm hứng để người ta đọc cái thông điệp đấy xong thì người ta vẫn tiếp tục muốn đọc tiếp bài viết của các bạn hoặc nếu muốn người ta sẽ tiếp tục muốn suy nghĩ tiếp về cái phần bài viết của các bạn. Ok chưa ạ? À? Ví dụ, cuộc sống luôn xoay chuyển. Mỗi người chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Nếu bạn không muốn làm thầy bói xem voi hay rơi vào cảnh ếch ngồi đáy giếng thì hãy luôn mang theo bài học khiêm tốn bên mình và hay gì ạ? À? Bởi vì người ta như một phân số mà tử số là giá trị thật còn mẫu số là giá trị mà người ta tưởng tượng là mình có mẫu số mẫu số càng to thì phân số càng nhỏ và khi mẫu số về vô cùng thì phân số bằng không có nghĩa là nếu như các bạn tưởng rằng là mình đang có một sức mạnh quá lớn thì thực chất là các bạn chỉ có gì ạ à? các bạn chỉ là con số không thôi và các bạn chẳng có một cái gì cả hoặc nếu không các bạn có thể dùng một cái câu của đại đức Hemin á ở trong một cái cuốn sách rất nổi tiếng đó chính là yêu gì ạ bước chậm lại giữa thế gian vội vã yêu những điều không hoàn hảo có một cái câu đó chính là gì ạ à, khi bạn cúi đầu bạn sẽ không va phải bất cứ thứ gì ví dụ như thế ok chưa ạ được không nào ví dụ như thế các bạn có thể dùng những cái câu đó để các bạn làm cái phần kết hoặc nếu không thì các bạn có thể dẫn dắt bằng những cái phần gì ạ các bạn có thể dẫn dắt bằng cái phần lời văn của các bạn cũng không sao cả nhá. Ví dụ như chúng ta nói rằng là để trở thành một người khiêm tốn chưa bao giờ là điều đơn giản. Bởi khi chúng ta tự nhận mình là người khiêm tốn thì chưa chắc bạn đã là người khiêm tốn. Thế nhưng hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Học tập và tích lũy nhiều hơn. Hãy luôn đặt mình ở vị trí của người lắng nghe để thấy được cả một chân trời kiến thức, đang một cả một chân trời tri thức đang mở rộng phía trước bạn nhé. Ví dụ thế, ok chưa ạ? Được không nào? Thì đấy sẽ là cái nội dung mà ngày hôm nay chị Hiên chia sẻ nhá. Bây giờ chị Hiên sẽ có một cái nhiệm vụ cho các bạn, được không ạ? Như chị đã nói là bạn nào mà giành chiến thắng trong nhiệm vụ này, thì chị sẽ dành tặng cho bạn ấy một khóa học 10 ngày miễn phí. Còn nếu các bạn cảm thấy là mình khó mà có thể tham gia khóa học, tức là mình khó giành được cái giải đó. Thì các bạn hãy nhớ giúp chị là các bạn hãy đăng ký ghép nhóm 5 người Được chưa ạ? Để chúng ta sẽ được giảm 200.000 tiền học phí Tức là hiện tại khóa học đó 12 buổi Thì học phí khi ghép nhóm sẽ là 899.000 và mỗi bạn vẫn sẽ được tặng một bộ tài liệu 12 cuốn Tuần sau học rồi ạ Không còn nhiều thời gian đâu ạ Tuần sau bắt đầu ôn rồi nhá Trong khóa đấy thì cũng sẽ có ôn nghị luận xã hội và đọc hiểu luôn có cả phương pháp, nghị luận xã hội và đọc hiểu luôn Vậy nên thành ra là nếu như các bạn muốn đăng ký Thì các bạn phải đăng ký ngay tuần sau khai giảng rồi Nhá, bắt đầu sẽ rất cháy đấy ạ Một cái giai đoạn mà đã có rất nhiều bạn đang thực sự chờ đợi và quyết tâm Được không ạ? Viết khoảng tầm tối đa là một mặt thôi em nhé Đừng lố quá nhá Khánh Vi nhá Tối đa một mặt thôi Thật ra là chị thì chị vẫn chỉ nghĩ rằng là Viết khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi thôi là ok nhất Em nhá nếu như bạn nào chưa tìm được nhóm nhắn chú Văn Học nha. Bạn nào chưa tìm được nhóm thì nhắn chú Văn Học. Được không ạ? À? Chú Văn Học chính là người đăng bài thường xuyên ở trong nhóm lớp của chúng ta đấy. Đúng rồi, là 899 nghìn một bạn bởi vì là các em hãy nhớ là là chúng ta sẽ còn chấm bài, có chấm bài mà. Mà cái này các bạn đang rất cần. Các em mà đăng ký chung là chỉ có một bạn được chấm bài thôi đấy, đã thế lại còn được tặng bộ tài liệu 12 cuốn mà. Thì bây giờ năm bạn đăng ký thì một bộ tài liệu thì chia sẻ kiểu gì đúng không đây là đang cùng nhau gì ạ à? đang cùng nhau ghép nhóm cùng nhau học tập vậy nên bạn nào mà chưa có nhóm đăng ký á à nhờ chị mà em nhận thức được ra cái sai ok vậy thì tốt quá chị mong rằng là buổi tới thì buổi những buổi tiếp theo thì em cũng sẽ có thể rút kinh nghiệm và hoàn thành bài viết của mình thật tốt nhá duy nhá chị cảm ơn em thật nhiều được không ạ à? đó nha Hãy nhớ nha, chương trình ngày hôm nay đặc biệt dành cho các bạn tham gia trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay trong nhóm của chúng mình nhá. Được không nào? Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ. Được không ạ? À? Hoặc là không cần nhất thiết viết đoạn văn, hãy viết một cái bài gì đó nêu cảm nhận của em. Được không ạ? À? Nêu cái sự thay đổi của em. Sau buổi học hôm nay, ví dụ như em cảm thấy tâm đắc nhất là không cần nhất thiết là phải đoạn văn Mà chỉ cần viết thành một cái đoạn nhỏ là nêu ra cái sự cảm nhận của em trong ngày hôm nay Ví dụ em có cảm thấy tự hào về chính bản thân mình vì mình đã vượt qua được cái nỗi sợ dậy sớm không? Ví dụ như thế Được không ạ? À, được không ạ? Hãy chú ý là như vậy Em ơi, được chứ Chắc chắn Khánh Linh ơi, em được tặng thêm hai buổi Bình thường em ạ, à, em được tặng mà Không phải lo lắng về cái đấy nhá Được chưa ạ? và chúng ta sẽ đăng công khai trên trang cá nhân. Đăng công khai trên trang cá nhân. Nhớ để hashtag này để các chị có thể thấy được bài của các bạn này. Đó là dậy sớm học văn. Được không ạ? Nhớ để hashtag để các chị tìm này. Được không ạ? Học văn chị Hiên. Nếu mà check-in được ở học văn chị Hiên thì càng tốt, càng dễ để nhìn thấy. Được chưa nào? Và chị sẽ để hạn Đúng rồi, các em không phải là đăng ký chung Mà là mỗi người một khóa học riêng mà Mai Phương Tức là năm bạn sẽ cùng ghép một nhóm Để được hưởng cái ưu đãi về học phí Còn đâu mỗi bạn thì sẽ được tặng một cái bộ riêng Và gửi về theo địa chỉ riêng của các bạn Hiểu ý chị không ạ? Nhá Và hạn Chót Sẽ tới 24 giờ ngày hôm nay sau đấy thì chị Hiên sẽ chọn ra một bạn gọi là gì ạ? Có một cái phần chia sẻ ấn tượng nhất và quà tặng cho các bạn là tặng một khóa học 10 ngày. Đương nhiên là các em sẽ nhận được bộ tài liệu 12 cuốn rồi. Được không ạ? À? Tặng một khóa học 10 ngày 100 1099 và tặng thêm hai cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Ok chưa? Được chưa? Được chưa ạ? À? Nhá. Tặng một khóa học 10 ngày. Đối với bạn nào viết gọi là gì ạ? À? Ấn tượng nhất và tặng thêm mỗi bạn một cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội với hai bạn tiếp theo. Ok chưa ạ? Thì đây sẽ là một cái nhiệm vụ đầu tiên mà chị giao cho các bạn. Hãy viết một cái điều gì đó chia sẻ về cái sự thay đổi của em sau buổi học hôm nay, không nhất thiết phải là một bài văn chỉ là những dòng chia sẻ nhỏ đi kèm một bức ảnh cũng được. Một bức ảnh ví dụ như các bạn chụp lại những gì các bạn đã ghi lại được trong ngày hôm nay cũng được. Ok chưa nào? Được không ạ? À? <laughs> Nhá. Thì đây sẽ là cái nhiệm vụ mà chị giao cho chúng mình trong ngày hôm nay và rất hy vọng các bạn sẽ nhận được món quà này. Chị rất hy vọng là các bạn sẽ nhận được cái món quà này. Hãy thử cái sự may mắn của mình và hãy dùng cái sự chân thành của mình xem sao. Chị nghĩ là sẽ ổn thôi. Nhá. Ok chưa ạ? Không nhất thiết là phải 200 chữ đâu, không nhất thiết là phải bài văn đâu. Chỉ cần đơn giản là sự chia sẻ của các bạn là được. Ok chưa ạ? Rồi, đồng ý nhá. Vậy thì buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây. Một lát nữa chị sẽ up lại nhiệm vụ lên cho chúng mình để chúng mình sẽ cùng với nhau thực hiện. Được không ạ? À? Chị rất hy vọng là các bạn có thể tham gia vào cái nhiệm vụ này và bạn nào tham gia về nhiệm vụ này xong rồi thì các em có thể dẫn đường link cái bài viết của mình trong cái bài post của chị để chúng ta có thể tìm ra được những bạn may mắn được nhận khóa học và nhận những cái phần À, gì ạ tài liệu miễn phí từ chị nhá ok chưa nào và nhớ là tìm nhóm ngay để đăng ký ngay về cái việc đăng ký ghép nhóm này chị sẽ chỉ dành cho 10 nhóm đăng ký thành công đầu tiên thôi sau đấy thì học phí sẽ lại quay trở về học phí gốc vậy nên là các bạn hãy chủ động tìm nhóm để có mã ngay và luôn nhá đã lập được nhóm rồi thì nhắn tin về pết luôn hoặc đã lập được nhóm rồi thì nhắn tin cho chú văn học chị nghĩ là nhắn tin về pết là tốt nhất nhá còn bạn nào chưa tìm được nhóm thì nhắn chú văn học chú văn học sẽ hỗ trợ các bạn tìm nhóm ngay trong hôm nay để đăng ký thành công khóa học này để làm gì ạ? Để gặp chị Hiên vào tuần tới sẽ ôn rất nhiều thứ, cực kỳ nhiều thứ tủ sâu trọng tâm cho cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Ok không ạ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều năng lượng nha. Bye bye! Đăng ký ngay khóa học 10 ngày, chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé.